Trải nghiệm Toyota Vios 2023, thay đổi nhẹ ngoại hình, nâng cấp tiện nghi và an toàn, có giá bán bao nhiêu? Toyota Vios 2023 không phải là thế hệ mới, mà chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời với những cải tiến nhẹ, mức giá không đổi. Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2022, với doanh số 23.259 xe đến tay khách hàng. Trong những tháng đầu năm nay, do khách hàng chờ đợi phiên bản mới nên doanh số mẫu xe này sụt giảm đáng kể. Đến nay, Toyota Vios 2023 đã được nâng cấp với diện mạo thay đổi nhẹ, hãng xe Nhật Bản tập trung cải tiến công nghệ an toàn, cũng như tiện nghi. Toyota Vios 2023 nâng cấp đã về đại lý, và đây là phiên bản G cao cấp nhất. Theo đó, Toyota Vios G 2023 là bản thay đổi nhiều nhất hướng đến khách hàng là các gia đình, và mức giá không đổi so với trước ở mức 592 triệu đồng. Với phiên bản này, đầu xe Toyota Vios 2023 được cải tiến với lưới tản nhiệt mở rộng xuống cản trước, thiết kế góc cạnh hơn hẳn đời cũ. Mở rộng sang hai bên là đèn sương mù LED, hệ thống cảm biến được trang bị. Trên các phiên bản Toyota Vios 2023 đều được nâng cấp lên công nghệ đèn LED projector, với khả năng chiếu sáng tốt hơn dạng chóa như đời cũ kết hợp đèn định vị ban ngày. Đời mới đã được nâng cấp bộ mâm 15 inch thiết kế mới, đuôi xe được làm lại phần cản sau, các chi tiết còn lại của xe không thay đổi so với trước. Thay đổi đáng kể nhất của Toyota Vios 2023 phải kể đến ghế ngồi thiết kế thể thao da phối màu đen chỉ vàng hiện đại. Hàng ghế sau rộng rãi nhưng vẫn chưa có cửa gió điều hòa, ở đây thêm hai cổng sạc USB Type-C. Màn hình giải trí của Toyota Vios G 2023 được nâng cấp lên loại 9 inch có kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Wi-Fi. Ở vị trí người lái được bổ sung lẫy chuyển số, cụm đồng hồ được phối màu lại trông hiện đại hơn. Toyota Vios 2023 được nâng cấp thêm hai công nghệ an toàn gồm cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm, mang đến sự yên tâm hơn cho người dùng. Do là bản nâng cấp nên Toyota Vios 2023 vẫn sử dụng động cơ cũ là loại 1.5 lít 4 xi lanh sản sinh công suất 106 mã lực và mô men xoắn 140 Nm. Sức mạnh được chuyển đến bánh xe thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước tùy bản. Với những nâng cấp trên cùng giá bán không đổi, Toyota Vios 2023 nuôi tham vọng đấu Hyundai Accent, Honda City để giành lại vị thế trong phân khúc tại Việt Nam, sau khi đã đánh mất từ đầu năm.